Truy cập ngay murobot.vn nếu bạn đang có nhu cầu nạp robot giá rẻ, cũng như cày thuê các tựa game hot nhất hiện tại trên Roblox, uy tín, nhanh chóng và chất lượng. Bạn lựa ngay tại murobot.vn nhé. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình trong tựa game Dragon Adventure. Thỏa theo yêu cầu các bạn thì hôm nay mình làm một cái video nho nhỏ để chia sẻ kinh nghiệm của mình về cái tựa game Dragon Adventure này. Bây giờ thì tựa game này nó có cái sự thay đổi rất lớn so với cách đây 2 năm khi mà cái lần đầu tiên mình chơi. Các bạn hãy tìm lại những video cũ trên kênh Gần Mềm TV ha. Trong video này chúng ta sẽ cùng thảo luận về vấn đề những người mới chơi nên làm gì. Trong tựa game này có 3 yếu tố các bạn cần quan tâm. Đầu tiên là tiền. Tiền là cực kỳ quan trọng. Các bạn phải có tiền thì mới làm được những cái việc khác trong game. Thứ hai là kinh nghiệm dùng để lên cấp. Và một cái lưu ý là nếu các bạn muốn trading với những người chơi khác, đặc biệt là trading những con rồng ấy, thì các bạn phải có cấp độ từ 25 trở lên. Và cái thứ ba là dragon, đây là tựa game về rồng, nên các bạn càng sưu tập nhiều con rồng hay là lai tạo nó, đổ màu cho nó, sinh sản nó, càng nhiều càng tốt. Mục tiêu chính của tựa game là như vậy. Đó là ba yếu tố quan trọng nha. Thì đi tới đâu mình sẽ nói cho bạn tới đó. Hy vọng là các bạn sẽ coi hết video này. Nếu bạn nào thực sự yêu thích tựa game Dragon Adventure, coi một video không tốn bao nhiêu phút đâu mà chúng ta sẽ biết được rất nhiều điều. Nếu các bạn là người mới chơi thì khi vào game nó không cho gì hết, mình không biết là có hướng dẫn hay không. Nhưng mà khi vào game á, các bạn hãy bấm vô cái nút ngôi nhà nè, quay trở về ngôi nhà của mình. Cái nông trại này là nơi các bạn trang trí, các bạn farm, các bạn ấp trứng. Các bạn thấy ở đây là mình có một cái vườn cây rất nhiều không? Cây táo nè. Mỗi loại cây nó sẽ có cho chúng ta mỗi thời gian thu hoạch nhất định. Và khi các bạn thu hoạch những cái lương thực này, những cây trồng này, chúng ta sẽ có hai thứ, một là food, hai chúng ta sẽ có kinh nghiệm, mình có phải ha. Tiền hiện tại mình có là 34.000, kinh nghiệm là cấp 63. Đây có phải nhỏ nhỏ này. Thì để chúng ta có thể trồng cây, các bạn bấm vô phần edit base, bấm grab ha. Nó hiện lên một cái bảng như vậy. Chúng ta grab một cái tên là food. Có những cây lương thực này, nó cần mình cái gì? Nó cần mình một cái seed, như là apple, cần apple seed. Thì quanh đi quẩn lại nó cũng quy về một cái thứ là tiền thôi. Phải có tiền trong tựa game này. Giả dụ trường hợp các bạn có tiền rồi, chúng ta sẽ làm gì? Khi các bạn có tiền rồi, chúng ta sẽ vào cái phần shop này nè. Nó có một cái phần là resources, tức là tài nguyên. Và các bạn sẽ tìm ở đây những item tên là seed, pit seed, carrot seed, pineapple seed. Một cái 250 tiền. Các bạn cứ mua cái này tùy theo số lượng yêu cầu. Thì giống hồi nãy chúng ta có apple seed là 10. Tức là chúng ta phải tốn ít nhất là 2.500 tiền. Rồi sau đó chúng ta vô edit bay, vô cái phần crafting này để mình grab. Bên cạnh đó thì game này cũng có trang trí ha, những cây cảnh nè, hàng rào này. Ai thích trang trí thì trang trí, còn không tận dụng tối đa diện tích của căn cứ để chúng ta trồng cây. Đó là cách đầu tiên các bạn có thể kiếm được kinh nghiệm và kiếm được thức ăn. Và nơi đây các bạn có thể kiếm tiền bằng cách là bấm vô menu, tiếp tục bấm phần shop. Những cái food các bạn kiếm được trong quá trình các bạn đi farm, nếu không xài thì bạn bán đi. Bấm phần food này. Ví dụ đây là mình có trái chuối ha, bấm vô trái chuối. Khi bạn có chuối trong inventory của mình, nó sẽ có hai phần, buy và sell. Tại vì đa số là lương thực của mình chỉ là feed cho con rồng của mình nó ăn, nó không bị đói thôi. Nên nếu các bạn có dư, các bạn farm quá nhiều thì hãy bán đi. Như vậy là tôi đã có 1.000 tiền, mình có phải trừ 1.000 banana cộng 1.000 tiền. Tương tự cho những cái khác như là resources, các bạn đi farm ở ngoài, hay bạn có sẵn thì nếu không xài chúng ta bán đi. Thì sẵn nói luôn ha, trong cái phần này chúng ta có một cái phần crafting là incubator, là một cái nồi ấp trứng này. Những cái trứng mà các bạn cầm được trên tay, có trong inventory, đi tìm hay là đang trong cái sự kiện sotit, các bạn kiếm được thì bắt buộc phải có cái nồi này. Rồi thì đó là sơ sơ ở trong cái căn cứ của mình nha. Bây giờ tôi sẽ teleport tới cái lobby cho nó nhanh. Thì sẵn khoe với các bạn luôn, ngày hôm qua mình mới mua cái màu cho cái con Venus, cái con gọi là con rồng bay nhanh nhất trong game ha. Màu trắng vàng các bạn, nhìn trông như một vị thần vậy, như là một con rồng thần vậy. Và cái sảnh chờ này các bạn cần lưu ý cái gì? Chúng ta cần lưu ý duy nhất một cái nơi thôi là Dragon Mission. Các bạn cần sưu tập nhiều loại rồng, tại vì mỗi con rồng khác nhau nó tương đương với những nhiệm vụ trong cái nơi này nó cho. Chọn một con rồng bất kỳ thì nó sẽ có phần trăm thành công này. Phần trăm thành công càng cao thì khả năng các bạn hoàn thành nhiệm vụ nó sẽ càng nhanh, càng cao ấy. Và khi hoàn thành nhiệm vụ nó cho chúng ta cái gì? Cho trứng rồng này, cho bình nhuộm màu này, cho tiền này. Đây, nhiệm vụ này sắp xong rồi nè. 3 giây, 2 giây, 1 giây. Ok, complete, bấm vô. Success ha, góc phải cho mình 638 tiền. 3 golden apple là food, 28 petal là food. Oh, như vậy là nó không phải cho mình 100% những phần thưởng đâu. Nếu may mắn thì các bạn sẽ có được những phần thưởng bonus. Đấy thì lưu ý cái phần Dragon Mission này nha. Tiếp theo đó bên chỗ này nó cho chúng ta một cái vòng spin to win nè. Các bạn quay cái vòng này á, nó cho chúng ta những cái food. Và những cái food nếu bạn không xài thì bán đi cũng được một kha khá tiền. Cho rồng ăn cũng được, còn không cho thì bán như mình nói ha. Bấm menu, bấm shop để bán kiếm tiền. Và bên đây nó cho chúng ta một NPC, Farmer Gen. Đây là một cái người mà giúp chúng ta bán nhiều tiền hơn gấp 3 lần tiền. Ví dụ bình thường Orion có 1 tiền thôi, bán trong shop 1 tiền, thì ở đây mình có thể bán được 3 tiền. Đây, 48, bán 144 tiền. Vấn đề tiếp theo đó chính là các bạn bấm teleport chỗ này ha. Nó đưa chúng ta tới một cái cánh cổng đi qua từng thế giới. Thì mỗi thế giới đều cho chúng ta cái gì?
Mọi thế giới đều cho chúng ta những con yêu quái, những con monster. Và đây cũng là một cách để các bạn farm, kiếm tiền, kiếm kinh nghiệm. Khu vực ban đầu này cũng có này. Tức là từng thế giới nó sẽ có những con quái khác nhau và nó cho các bạn những cái food, những cái item khác nhau khi các bạn farm. Và đôi khi kinh nghiệm nó cũng sẽ chênh lệch nhau nữa. Đây, chỗ này có quái vật nè. Nếu các bạn muốn farm một cái thiếp mà không chết á, thì các bạn nên bay ha. Những con rồng bay được, nên cho nó bay, đè giữ chuột để chúng ta gọi là farm từ trên cao xuống. Và khi con quái chết, nó sẽ cộng cho mình kinh nghiệm, ha, một cách farm kinh nghiệm, lên cấp. Và nó drop cho mình những cái item và lặp lại hành động cũ. Item này nếu các bạn không xài thì bấm vô phần này, resources hoặc là food. Đây, ở đây mình có 366 nè, từ việc farm quái ha, bán nó đi. Và mỗi khu vực nó đều cho chúng ta một con boss nữa. Sẽ có một cái nơi có một con boss. Các bạn farm boss, kinh nghiệm sẽ nhiều hơn gấp mấy lần. Cũng như là cái đồ food, resources, những item nó drop ra, nó sẽ nhiều hơn những con boss bình thường. Thì vừa rồi là mình đã nói cho các bạn những cách dễ dàng nhất mà mình có thể kiếm được hai cái yếu tố quan trọng nhất, đó là tiền và kinh nghiệm. Bây giờ chúng ta sẽ nói về vấn đề rồng. Chơi game nuôi rồng là phải có rồng đúng không? Dễ nhất để mình có rồng, sau khi bạn có tiền thì vô shop, bấm phần S nè, có những cái trứng ha. Nhưng mà các bạn không nên mua nhiều, tại vì những cái trứng này rất mắc tiền. Nên đầu tiên mà nếu bạn chơi không có bạn bè thì nên mua cái trứng 500 tiền nè, cho mình một con rồng tượng trưng, và các bạn sử dụng con rồng đó để mình đi farm. Và cách thứ hai đó chính là chúng ta sẽ làm nhiệm vụ dragon may mắn hên xui. Cái dragon mission đó khi thành công nó sẽ cho mình cái trứng để kiếm được những con rồng mà nhiều khi những vùng đất các bạn không mở được. Thì nói về vùng đất, mình sẽ tới với cách thứ ba. Khi bạn đã đủ tiền unlock được những vùng đất thì mỗi vùng đất các bạn chinh phục nó sẽ có khoảng tầm, theo mình nghiên cứu là khoảng tầm 5 cái net, tức là 5 cái tổ, và trong một khoảng thời gian nhất định. Hiện tại thì mình đang chơi trong server VIP nên mình không biết là bao nhiêu phút nó sẽ spawn. Nhưng mà nếu các bạn đi qua một cái vùng đất nào đó, cưỡi rồng của mình ha, bay vòng vòng tới từng vị trí của cái tổ phải đi khám phá nha. Nó có cái trứng trên đó là chúng ta đã có được cái trứng rồng của riêng đặc biệt khu vực đó. Trong khu vực Thanra này mình tìm được 5 vị trí của 5 cái tổ. Không biết là còn nhiều hơn hay không. Đây là vị trí một cái tổ ha. Rồi nó cũng sẽ có quái nè, nó cũng sẽ có những cây food, đằng kia là food. Đây, cái cơ chế farm của nó hiện ra 5 cái vòng tròn ha. Bấm vô. Đó, nó văng ra cho mình những cái tài nguyên nè, hành này, blueberry, đó. Còn khi mà các bạn đi farm những con quái, đè giữ chuột nè, bay trên không này, farm nó ha. Khi các bạn farm nó chết rồi, nó sẽ văng ra những cái tài nguyên như là thịt. Cái cách này á, là một trong những cách mà các bạn thể kiếm được trứng miễn phí, nhưng mà nó hơi mất thời gian. Tại vì không biết là khi nào cái server nó sẽ spawn. Chơi server thường á, rất dễ bị tranh giành cái vị trí. Nên các bạn chơi một cái map nào đó, các bạn phải thuộc lòng cái vị trí của từng cái tổ. Và như mình nghĩ là một khu vực có thể khoảng tầm 5 hay là 6 cái tổ gì đó. Rồi, và cách thứ ba đó chính là các bạn trading. Về trading thì nếu các bạn coi những video cũ của mình thì phải cấp 25 trở lên. Đó là lý do mình xếp cái kinh nghiệm và cái tiền ưu tiên hàng đầu. Làm gì làm phải từ cấp 25 trở lên, khi đó mới unlock được tất cả những chức năng trong game. Rồi, và cái chia sẻ cuối cùng đó chính là khu vực này, khu vực tên là Lesser. Đây là một cái chợ ha, một cái marketplace. Nơi đây các bạn có thể tìm được những con rồng siêu hiếm của những người chơi khác, họ bán. Nhiều khi vô đây các bạn hên á, kiếm được những con rồng khá là đẹp mà giá cũng không có quá cao. Hoặc là khi các bạn có quá nhiều rồng, các bạn muốn bán đi để kiếm tiền thì cũng hãy vô cái khu vực Lesser này. Đây cũng chính là một cái nơi các bạn có thể kiếm được tiền và kiếm được rồng. Thì vừa rồi là những chia sẻ của mình về tựa game Dragon Adventure năm 2021. Thì những bạn nào yêu thích tựa game nuôi rồng, hãy xem hết video để có thể nắm được tựa game này một cách rõ ràng nhất nhé. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào. Video hay không? Hay thì like với share đi. Chờ gì nữa? Đăng ký kênh chưa? Có chùa hoài à. Kỳ ghê á.